Một căn nhà đẹp mới xây còn nóng hổi nè cô chú anh chị. Căn nhà của mình sẽ là hướng đông bắc với diện tích ngang 4 dài 20, tặng full nội thất đẹp lộng lẫy như thế này. Căn nhà sổ hồng riêng giá cực kỳ siêu rẻ anh chị ơi, chỉ hơn 2 tỷ mình có nha. Tổng 2 tỷ 450 triệu. Một căn nhà sổ hồng riêng đẹp lộng lẫy luôn. Đó, thiết kế nội thất setup cực kỳ sang trọng. Vị trí ở đây là thuộc Phước Lý, Cần Giuộc, Long An, cách chợ Bình Chánh, Đinh Đức Thiện mình vào đây chỉ 15 phút thôi. Nhà mình cũng có một cái sân nho nhỏ để mình đậu được một chiếc xe ô tô 4 chỗ. Và hai bên thì có tiểu cảnh sân vườn rất là đẹp. Đường trước nhà là đường ô tô, vào tới tận nơi khu dân cư đông vui, ngay khu đô thị mới nằm sau. Mình chạy qua đây chỉ có 1 cây số thôi anh chị. Nhưng mà được cái ở đây mình sẽ có đường ô tô anh chị ha. À, mặt dựng căn nhà của mình khá là đẹp. Em quay vòng vòng cho cả nhà mình cùng xem. Anh chị mà thấy thích cái mẫu nhà này thì kết nối với em ngay để được xem nhà trực tiếp. Đây là cái mặt dựng máy hợp anh chị à. Căn nhà của mình là nằm trong một khu dân cư khá là đông vui như thế này nhé. Máy hợp của mình là cũng rất là hiện đại nè. Và căn này thì mức giá rất là rẻ. Hai bên mình có trồng những cây mai, có cổng riêng nè. Căn này buổi tối lên đèn rất là đẹp, lung linh luôn. Mặt dựng rất là sang luôn nè ha. Nên bây giờ em sẽ vào bên trong để em quay cho cả nhà mình cùng xem kết cấu bên trong nhà. Còn mặt dựng mình xem như thế này nha cả nhà ha. Với cái hướng đông bắc luôn, đường ô tô quá rẻ luôn. Gần ngay Phước Lý luôn. Đấy, sân nhà mình có trồng những cái dây leo, cúc trần hai bên nè. Rất là đẹp luôn nè ha. Hai bên có những cái chậu cây. Rất là đẹp luôn, dễ thương. Bây giờ là những căn nhà phố mảng cây xanh nó đang được lên ngôi. Tại vì mình cũng rất thích nhà vườn. Nhưng mà nhà vườn thì anh chị có những anh chị tài chính mình chưa đủ, nên anh chị mình có thể tham khảo những mẫu nhà phố sân vườn trên kênh của nhà vườn Tâm Nguyệt ha. Nội thất kỳ mình để tặng y sinh như thế này luôn. Được set up sẵn như cái tivi cũng được tặng nè cô chú anh chị. Và mức giá này để có một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Set up nội thất đẹp quá tuyệt vời. Một mẫu nhà phải nói là quá xịn sò luôn ha. Đẹp ta nói không có chỗ chê anh chị ơi. Và có phòng ngủ ở dưới, nhà mình có đầy đủ công năng như là 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ, đầy đủ cho gia đình của mình sinh hoạt luôn nè. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ có được là một cái phòng ngủ được set up và một cái giường nè, nệm nè, đầy đủ luôn. Đường ống máy lạnh và cả trên trần cũng được ốp là lát những cái bức tranh lụa và đèn chiếu sáng rất là dễ thương. Ở đây thì cũng được ốp hết nè ha. Anh chị mình thấy căn nhà của mình đó là được set up rất là tỉ mỉ. Chủ đầu tư thích đẹp nên trang trí nhà nhìn nó thôi là đã thấy bắt mắt và ưng cái bụng. Bản thân em cũng rất là mê. Huống chi là anh chị mình đến xem, đến xem là chỉ có chốt liền thôi. Quá đẹp với tủ bếp trên dưới nước thì cục. Ở đây nước mạnh lắm luôn nè. Và ở đây chúng ta sẽ được tặng một cái tủ lạnh cao to, hai cánh rớt nước đá tự động ha. Có đây cửa phía sau. Nhà mình với thiết kế kiểu vùng cung. Nhà vệ sinh của chúng ta ốp gạch cao cấp nè, bồn cầu hình quả trứng anh chị ha. Có bồn rửa tay và kính, nói chung là nhà mình hiệu ứng rất là đầy đủ luôn. Phía sau được phản sân, mình có thể làm cái gốc chiêu sân vườn. Ốp giả đá trần ở trên thì mình làm kiểu như là có những khung sắt che rồi nè. Mình có thể để phơi quần áo ở phía sau thì cũng rất là ok la luôn anh chị ơi. Rồi, tiếp tục mình sẽ lên tham quan cái phần phía trên lầu. Anh chị mình sẽ thấy được ở trên lầu của mình kết cấu như thế nào. Nếu mình đã thấy căn nhà này từ mặt dựng xung quanh thì mình thấy ok. Mình liên hệ với em liền để được xem nhà trực tiếp. Với mẫu nhà này phải nói là nhà đúng đẹp, chỉ có một căn duy nhất anh chị ơi. Mình đi đến vị trí mà xem cái căn nhà này. Anh chị đến ngay chợ Bình Chánh, trên đường Đinh Đức Thiện, ngay cây xăng Phước Lý. Thì bên em sẽ dẫn anh chị mình vào đây rất là gần, chỉ chưa đầy 1 cây số thôi là mình tới vị trí căn nhà này. Vị trí căn nhà này chúng ta dán rất là nhiều bức tranh vậy. Đẹp ha anh chị. Đây thì chúng ta sẽ có được 3 phòng ngủ, nhà vệ sinh, thiết kế nội thất nè ha. Bên trong nhà vệ sinh quá trời công năng xịn sò. Và phòng ngủ ở trên đây thì chúng ta sẽ có được là giường, tủ, quần áo, nói chung là setup y như một căn nhà ở kiên cố lâu dài. Mà nhìn nội thất rất là chỉnh chu nè. Tủ thì kịch trần rất là đẹp và rất là sang.
với những bộ combo tủ quần áo cực kỳ chiêu anh chị ha. Đó, nhà mình sẽ có 3 phòng ngủ đầy đủ công năng cho gia đình sinh hoạt, ở được 6 thành viên, nhỏ nhỏ xinh xắn mà mức giá cũng khá là rẻ. Nên anh chị mình thấy nhà đẹp thì hãy xuống nhanh, xuống nhanh để mình có thể chốt nhanh anh chị ơi. Đây, phòng ngủ ở trên còn đẹp dữ nữa anh chị ha. Setup phải nói là rất đẹp. À, nhìn thôi là đã mê rồi ha anh chị. À, như thế này thôi là mình chỉ cắt xách qua đi quần áo vô ở, còn tất cả nha thì đã có đầy đủ những cái công năng rồi, mình đâu cần phải mua giường tủ gì nữa đâu, nó đã có sẵn rồi anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị quý khách hàng là giờ đã xem hết video. Tổng giá căn nhà là 2.450.000.000, quá rẻ, chốt nhanh mới còn anh chị nhé. Xin chào cô chú anh chị mình nha.